Sau khi mà uống cái sản phẩm này được một thời gian ấy thì sức khỏe cải thiện rất là nhiều, rất là vui tươi khỏe mạnh, đi tập thể dục thì chân tay mạnh khỏe, giúp đỡ con cháu hàng ngày, rồi đi lại rất là nhẹ nhàng, không lo gì đến bệnh tật, không lo gì đến ung thư, để các con cái gia đình đều phấn khởi. Giây phút những ngày tháng an nhiên tận hưởng tuổi già bên con cháu một cách trọn vẹn, đó là kết quả của một hành trình chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa các bệnh lý mãn tính người cao tuổi dễ gặp phải như tim mạch, mỡ máu, ung thư của cô Đào Thị Tư. Bác sĩ đã kết luận là bệnh là mình bị gan nhiễm mỡ độ 2 và máu mỡ máu tăng cao lên 300 ấy, thì mình rất là lo lắng và rất là sợ khi là gây ra bệnh ung thư này, u xơ này, rồi xơ vữa động mạch này, rồi bệnh về tim mạch ấy, rồi xương khớp, nói chung là rất là nhiều bệnh, mình rất là lo lắng. Để giải quyết những nỗi lo sức khỏe ấy, cô Tư chọn giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động bằng việc thăm khám định kỳ, thay đổi chế độ dinh dưỡng và sử dụng sản phẩm bổ sung Nutrien-Can để hỗ trợ cải thiện vấn đề mỡ máu, tăng cường sức khỏe. Sau khi mà tôi đi khám ở bệnh viện 08 ấy, thì bác sĩ đã kết luận là mỡ máu và mỡ gan lên cao ấy, thì tôi đã nhờ bác sĩ là tìm cho những cái sản phẩm nào mà để ăn uống cho nó phù hợp với sức khỏe của người có tuổi ấy. Thì bác sĩ đã giới thiệu đến cái sản phẩm Nutrien-Can này, và tôi đã tìm trên mạng và tôi đã search được và tôi search ra cái sản phẩm này và tôi đã dùng thử, mong muốn là dùng thử cái sản phẩm này để nó tăng sức đề kháng và giảm được mỡ gan mỡ máu cho nhu cầu cơ thể. Sau khi mà dùng cái sản phẩm Nutrien-Can này này thì cô bắt đầu dùng từ tháng 8 năm 2022. Đến nay là cô đã dùng được 6-7 tháng rồi. Và khi cô dùng cái sản phẩm này, cô thấy rất là tốt. Thường xuyên ăn mỗi bữa khoảng 3 muỗng với một cốc nước. Thì có thể dùng vào bữa chính cũng được, dùng vào bữa phụ cũng được. Bởi vì là nó rất là tiện. Hoặc là một khi mà mình không muốn ăn cơm thì có thể mình thùng thay thế được. Và sau khi dùng được 6-7 tháng rồi thì cô thấy là cơ thể của mình rất là thoải mái, rất là khỏe mạnh, rất là vui. Và cứ đi khám thì chỉ số mỡ gan của cô đã về chỉ số cho phép. Và cái mỡ máu của cô thì đã về cái ngưỡng 220, là cô rất là vui mừng và rất là phấn khởi. Sau khi sử dụng Nutrien-Can, tình trạng mỡ gan, mỡ máu và sức khỏe của Tư đã cải thiện về những chỉ số ổn định. Thấy mình đang đi đúng hướng, cô Tư tiếp tục mua cho chồng sử dụng cùng và dùng kết hợp thêm sản phẩm Ancan Fucodan để phòng chống các bệnh mãn tính và ung thư. Thì cô rất là thích, nó hiệu quả bởi vì nó là toàn những cái chất thực phẩm mà nó phù hợp với cơ địa của mình và nó phù hợp với người Việt Nam. Thực ra là những người có tuổi rồi thì dùng cái này rất là tốt, nó rất là an toàn mà nó không có đường, nó lại có tăng chất đề kháng. Cho nên là khi mà đi khám lại thì bác sĩ bảo như vậy thì tôi sẽ dùng cái sản phẩm này lâu dài và cô mua cho cả gia đình dùng. Và hiện nay chồng tôi cũng dùng. Và ông ấy đã bị tiểu đường, bị áp huyết, nhưng ông dùng cái này rất là phù hợp và cơ thể của ông cải thiện rất là nhiều. Cái chỉ số gì cũng giảm, ví dụ mỡ máu hoặc là tiểu đường hay là áp huyết đều xuống giảm sau một thời gian sử dụng. Bác sĩ cũng có tư vấn thêm là dùng thêm cái sản phẩm Anca Bucodan này này, cũng của công ty đấy, thì tôi cũng dùng kèm theo, tôi thấy rất là hiệu quả và rất là tốt. Tôi dùng hai cái sản phẩm này liền một lúc nhằm mục đích cải thiện, thứ nhất là cái sức khỏe, thứ hai là nó chống ung thư, chống lão hóa. Và cũng sợ nhất là cái bệnh ung thư, bởi vì bây giờ ung thư rất là phổ biến, rất là sợ. Cho nên là mình nên dùng sản phẩm này để cho nó an toàn, để trừ được mầm mống ung thư gây bệnh trong cơ thể con người. Thì bác sĩ cũng nói về cái bệnh mà ung thư tổng quát. Thì tôi ăn một thời gian thì đến nay tôi thấy bác sĩ kết luận là mọi chỉ số rất là ok, không có vấn đề gì cả. Nhờ sử dụng Nutrien-Can và Ancan Fucodan, cô Tư lấy lại tinh thần, rũ bỏ nỗi lo sức khỏe suy giảm, từ đó tận hưởng cuộc sống bên gia đình trọn vẹn hơn. Câu chuyện của cô Tư đã minh chứng cho tầm quan trọng của việc chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Đây cũng là lời nhắc nhở cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người trung niên và cao tuổi, cần sớm chủ động chăm sóc sức khỏe của mình để phòng chống các bệnh ung thư và bệnh lý mãn tính.